xe đạp điện, mua bình ắc quy, mua tivi. 30 cây số mỗi ngày từ Hà Nội Vĩnh Phúc, sáng đi tối về. Chưa ăn tạm chút gì đó trên đường, ông Hùng rong ruổi khắp các ngõ ngách để thu mua phế liệu. Ngày nào nhiều được 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Tạo mọi điều kiện để cho em nào, bằng mọi giá. Một cái gia tài thì là lớn nhất là cả các con. Các con nó mà thành đạt là tôi cũng phấn khởi nhất. Căn nhà cấp 4 xây gần 40 năm, nơi vợ chồng ông Hùng nuôi ba người con trưởng thành. Bà Thụ đi nhặt ve chai trên thành phố, chỉ cuối tuần mới về nhà. Ba anh em Hải không ai bảo ai, vừa học vừa giúp bố mẹ. Tôi phải thò tay vào thò rác, tôi nhặt từng cái lon bia, tôi nhặt từng cái chai nhựa, bao xi măng rách, rồi nắng. Vợ chồng tôi cũng cứ đẩy khoa trưa ở ngoài đường. Có những hôm 1-2 giờ vợ chồng tôi đi về. Mình cũng hy sinh vì các con, cố gieo ba hạt mầm này cho nó thành hạt giống, thành tốt tươi. Trong góc của ngôi nhà, những linh kiện cũ được gỡ ra từ nhiều chiếc máy tính ông Hùng mua được. Chiếc máy tính Hải đang sử dụng được làm từ đây. Bố của em đã ghép lại thành một chiếc máy tính để con học tập. Bố cũng phải đi nhặt từng cái linh kiện rồi nhờ bạn bè của bố giúp lắp ráp vào. Đấy, rất là xa. Chỉ cần nhìn thấy con ngoan là bố mẹ hạnh phúc. Ai cũng như vậy, ai cũng mong sinh ra con, ai cũng muốn điều duy nhất là các con ngoan ngoãn, học hành nên người. Trên tường treo một số phần thưởng mà ba anh chị em Hải đạt được. Từ những món đồ người khác bỏ đi, đã nuôi các con ăn học và thành tài như vậy.